chào quý vị. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Tối ngày 2 tháng 1, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Tiền Giang thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã thi hành quyết định kỷ luật tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với Trung úy Ngô Minh Thông, cán bộ Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Thông được xác định là nghi phạm gây ra vụ án mạng ở Tiền Giang rồi chở nạn nhân xuống Bến Tre phi tang. Theo Công an, ngày 31 tháng 12 năm 2023, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an tỉnh Bến Tre xác minh vụ án mạng được phát hiện lúc 9 giờ 45 phút ngày 29 tháng 12 năm 2023 tại bờ sông Hàm Luông, tỉnh Bến Tre. Nạn nhân là nữ, tên Nguyễn Thị Thúy Hát, tên viết tắt, sinh năm 1996, ngụ phường 2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre xác định Trung úy Ngô Minh Thông, cán bộ Công an thị xã Cai Lậy là nghi can thực hiện vụ án mạng trên. Nguyên nhân bước đầu xác định là do mâu thuẫn tình ái. Trước đó, nhận được tin báo của người dân về một tử thi tại bờ sông Hàm Luông thuộc thành phố Bến Tre. Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng có liên quan sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh làm rõ. Khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Bến Tre xác định đây là án mạng, nạn nhân không phải là người địa phương. Địa điểm xung quanh cũng không liên quan đến vụ án nên đã mở rộng hướng điều tra tuyến giao thông có phương tiện qua lại. Qua trích xuất hệ thống camera, Công an Bến Tre đã nhận dạng phương tiện, đối tượng, đồng thời tập trung điều tra truy xét sang địa bàn lân cận là Tiền Giang và Trà Vinh. Sau 72 giờ điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre đã xác định được danh tính nạn nhân và nghi phạm gây án là Ngô Minh Thông. Qua đấu tranh, Thông khai nhận do có mâu thuẫn tình cảm nên đã sát hại chị Hát trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, sau đó mang xác nạn nhân đến địa bàn tỉnh Bến Tre để phi tang. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ án cô gái trẻ bị sát hại rồi phi tang dưới sông Hàm Luông, thuộc địa bàn xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, một nguồn tin cho biết, nghi phạm Ngô Minh Thông, sinh năm 1995, ngụ thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, là trinh sát hình sự Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, mang cấp hàm trung úy sĩ quan chuyên nghiệp. Còn nạn nhân được xác định là chị NTH, tên viết tắt, sinh năm 1996, ngụ khu phố 2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân bị sát hại hiện đang làm công tác bên đoàn thuộc phường 2, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang. Nạn nhân Hát và nghi phạm Thông quen biết nhau trong quá trình sinh hoạt, giao lưu công tác đoàn giữa lực lượng công an và đoàn thanh niên thị xã Cai Lậy và hai bên nảy sinh tình cảm cá nhân. Gần đây, hai người mâu thuẫn tình cảm nên Thông nhận tâm ra tay sát hại chị Hát. Trước việc một sĩ quan hình sự có hành vi sát hại người rồi phi tang nạn nhân, một số đồng nghiệp trong Công an thị xã Cai Lậy và đội cảnh sát hình sự không khỏi hết sức bất ngờ. Được biết, sau khi gây án mạng nghiêm trọng, đối tượng đem thi thể nạn nhân đến địa bàn tỉnh Bến Tre để phi tang, sau đó trở về đơn vị bình thường. Nhắc đến những vụ án mạng gây rúng động dư luận mà nạn nhân là các cô gái trẻ rồi bị phi tang xuống sông, dư luận vẫn chưa hết rúng động bởi vụ án sát hại A Khôi xảy ra tại xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Trước đó vào chiều 16 tháng 10, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin báo chí về kết quả điều tra ban đầu của vụ án mạng nữ A Khôi 16 tuổi bị sát hại. Theo đó, đại diện Công an Hà Nội cho biết, hồi 12 giờ 30 ngày 13 tháng 10, Tổng đài 113 Công an thành phố tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về việc phát hiện một số bộ phận thi thể người tại mép bờ sông Hồng thuộc khu vực Miếu Bản, địa phận thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Ngay sau khi nhận được thông tin, xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an thành phố đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Gia Lâm tiến hành bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, pháp y, tử thi và tổ chức hoạt động điều tra theo quy định pháp luật. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã rà soát mở rộng hiện trường, thu giữ được các bộ phận thi thể người đã bị phân thành nhiều mảnh. Theo Công an thành phố Hà Nội, nạn nhân là chị HIN, tên viết tắt, sinh năm 2004, ở phường Ngọc Hà, quận Ba Đình. Theo lời khai của nghi phạm Tạ Duy Khanh, sinh năm 1985, trú tại khu đô thị Vinhome Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội. Ngày 10 tháng 10, hắn hẹn chị N đến nhà. Khi vào trong phòng khách, Khanh và chị N xảy ra mâu thuẫn nên Khanh tấn công vào vùng ngực chị N, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, Khanh đã thực hiện hành vi man dợ với chị N là phân xác. Theo lời của nghi phạm thì sau khi thực hiện hành vi xong thì hắn đã gọi điện đến tổng đài hãng taxi Long Biên và thuê một xe taxi Long Biên do anh LNT,
tên viết tắt, lái xe hãng taxi Long Biên chở Khanh mang theo thùng xốp bên trong đựng thi thể đi đến miếu bản thuộc thôn Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Khi đi đến bậc dẫn lên xuống sông Hồng, khu vực miếu bản làng Giang Cao thì Khanh bảo anh Thạch dừng xe và nhờ anh Thạch bê giúp thùng xốp xuống xe để thùng xốp ở tại bậc lên xuống. Sau khi anh T lái xe rời đi, Khanh một mình bê thùng xốp đựng xuống sông Hồng để phi tang. Sau đó Khanh vứt một số thi thể xuống sông Hồng và chôn giấu một phần thi thể ở mép sông. Sau khi thực hiện xong việc phi tang, Khanh đã liên hệ với anh LNT quay lại đón Khanh và đưa Khanh về chung cư. Ngay sau khi về đến chung cư, Khanh đã lấy xe máy Honda Everest biển kiểm soát 17B7-34263 đi đến cầu Thanh Trì, vứt hai điện thoại của nạn nhân xuống sông Hồng. Giấu chiếc túi sách dép của N ở nhà trọ tại thôn 2, xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã thu giữ được chiếc túi sách dép trên. Đến chiều ngày 12 tháng 10, do lo sợ bị phát hiện, Khanh đã đến chợ gần khu vực ngã tư Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội, mua 125.000 đồng tiền xi măng mang đến khu vực giấu nạn nhân với mục đích phủ xi măng lên phía trên nơi giấu thi thể. Do khu vực nơi giấu thi thể có đông người qua lại nên Khanh mang xi măng về nhà. Đến rạng sáng ngày 13 tháng 10, Khanh một mình quay lại vị trí nơi giấu thi thể nạn nhân và đổ xi măng phủ lên phía trên để che giấu. Chiều ngày 13 tháng 10, khi biết được thông tin cơ quan công an đã phát hiện sự việc, Khanh đã đi đến bến xe Giáp Bát, đi xe khách bỏ trốn về Thái Bình. Đến khoảng 23 giờ ngày 14 tháng 10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Bình, Công an huyện Gia Lâm phát hiện bắt giữ Tạ Duy Khanh khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà riêng ở xã Đồng Thái, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ một xe máy Honda Everest biển kiểm soát 17B7-34263 tại hầm tòa S212, khu đô thị Vinhome Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội, một chiếc túi sách, một đôi dép của chị Nhi. Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được ngày 14 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Duy Khanh về tội giết người. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tích cực điều tra làm rõ hành vi, động cơ, mục đích và các hành vi phạm tội khác nếu có của đối tượng để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, không để lọt tội phạm. Sau khi thực hiện hành vi thủ ác, ra tay sát hại người tình rồi sau đó phân xác mang ra bãi sông Hồng thuộc địa bàn thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội để chôn lấp phi tang. Nghi phạm Tạ Duy Khanh được cho là vô cùng hoảng loạn. Khanh không về nhà tại khu đô thị Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội mà trốn về quê tại xã Hồng Thái, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Theo người dân xã Hồng Thái, gia đình Khanh vẫn còn ngôi nhà cũ ở quê không có người ở. Sau khi gây án, nghi phạm đã trốn chạy về quê. Tuy nhiên, cũng theo người dân ở đây, do không có chìa khóa, nghi phạm Tạ Duy Khanh đã bật tường vào trong sân, sau đó phá cửa vào nhà lẩn trốn. Thật khó tin, khi lực lượng chức năng xuất hiện, Khanh tỏ ra bấn loạn, bất hợp tác. Quá hoảng loạn, nghi phạm đã chui xuống gầm giường để lẩn trốn lực lượng chức năng, trên tay lăm lăm con dao bầu, đe dọa sẽ tự tử nếu có người tiếp cận. Để đảm bảo tính mạng cho nghi phạm, lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội cùng Công an tỉnh Thái Bình vừa khuyên bảo vừa khép chặt vòng vây. Trước tình thế cấp bách, tính toán thời điểm thích hợp, tổ công tác đã cùng gia đình ập vào khống chế nghi phạm. Tuy nhiên trước đó, trong lúc cùng quẫn, Khanh đã dùng dao tự cứa cổ mình, nên nghi phạm được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu dưới sự giám sát ngặt nghèo của lực lượng công an. Quá trình Khanh dùng dao cứa cổ do con dao bầu đã cùn nên vết thương không ảnh hưởng đến tính mạng của nghi phạm Tạ Duy Khanh. Cũng theo người dân ở xã Hồng Thái, gia đình Khanh đã chuyển lên Hà Nội từ lâu. Ngôi nhà cũ ở quê không có người ở. Khanh được cho là người tốt tính, không gây chuyện với hàng xóm bao giờ. Vợ Khanh cũng được hàng xóm đánh giá là người hiền lành, tốt bụng. Bố mẹ Khanh cũng đã chuyển lên Hà Nội sinh sống cùng con cháu. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến người dân xã Hồng Thái bàng hoàng. Không ai nghĩ một người đàn ông có công việc kinh doanh ổn định, gia đình hạnh phúc viên mãn lại làm việc tay trời như vậy. Một người dân xã Hồng Thái cho hay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã thông tin cơ bản về vụ án giết người phân xác phi tang đặc biệt nghiêm trọng. Vụ án hiện vẫn đang trong quá trình điều tra cũng như lấy lời khai của nghi phạm Tạ Duy Khanh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!